college that Ian went to, or Duncan went to school. Lên đường tới nhà chị chồng ăn lễ Noel thôi cả nhà ơi. Mang quà tới nhà chị chồng nè. Cả nhà biết gì không? Mang pickle, dưa leo muối ở trong vườn nhà mình đợt hè đó. Bây giờ mang tới tặng Noel. Mỗi người hai chai, mỗi người hai trái chai. Let's go Nam ơi, let's go. Tới nhà chị chồng chơi rồi cả nhà ơi. Mình làm món chả giò á. Mọi người thích lắm. Ta ăn mình giòn. Rồi cái những món ăn vặt trước khi ăn á. Còn cái này là nhà mình hồng đợt hè trồng rồi ăn. Mời cả nhà. Giòn ngon quá. Mùa hè nhà mình trồng dưa leo á, rồi ông xã mình làm muối đó, ngon. Mọi người đã ăn cheese. Cắt hơn. Con trai của chị, hai người con trai của chị gái, chị chồng mình này đó. Bên kia là con gái của anh. Chị này là vợ của cái anh này. Đó, món của người Mỹ là cheese với lại bánh giòn giòn, bánh gạo giòn cả nhà, ăn chung với lại cheese. Cảnh sát police. Anh là cảnh sát đó cả nhà. Vợ của anh hả? Vô đi. Cái gì quà không cả nhà, lát nữa mở quà nè, quà quá trời luôn. Cái đèn dễ thương không? Còn đây là hai đứa con của cái anh cảnh sát nè, cái nhóc mình. Ồ, đang chơi trò gì hay quá vậy? Ui, ố một. Chơi trò gì mà ném vô trong cái lỗ tròn tròn á. Ready? Yeah. Cả nhà đông vui không cả nhà? Đây chị chồng mình nè. Đó. Anh chàng Clyde đi nhà mình đây nè đó. Lâu rồi không quay anh chàng này. Clyde sẽ luôn. Stay. Goodbye. Lâu rồi không có lại nhớ nhóc nữa quá. Có con nhỏ, cho nhỏ bên kia nữa kìa. Nó ư hơn chị chồng mình đó. Hello, Clyde. Oh, you miss me? Nó bự, nó mập xù lưu à. Ở trên mình á là mình bắt nó chạy á, là nó ốm bớt nè. Còn dưới chị chồng mình á không có chạy nhiều nên là nó thù lưu lên. Và cả nhà nhìn thấy cục bò chị chồng mình nướng không cả nhà? 10 pound là 5kg. Wow, thịt bự luôn. Cục thịt bò bự hơn ông xã mình luôn được mà. Mình thích cả cái nồi, cái lò nướng của chị chồng mình quá ha. Đẹp quá. No, not at all. With that basin right there. No. Quả này là quả ốc chó này cả nhà ơi. Quả ốc chó nè. Hôm nay quả gì không biết nữa. Quả hạt dẻ nè. Quả ốc chó.
mấy đứa nhỏ tới tới mở mở quà rồi mấy đứa đỏ coi cái mặt háo hức cực à. This is earlier today, the day I saw Connor. Or, I saw him bear. Yeah. This little tiny. Hey, for you, Chicago. Thank you, Connor. Thank you. Thank you. You weren't supposed to get me anything. Thank it's you. A Jody, right, Jody? Jody's okay. Mọi người qua đây. Mọi người qua đây mở quà cả nhà ơi. Ôi, ai cũng mở quà hết. Đây for you too. Big guy. No, not for us. Yeah. Hey, the same one. So, no matter. Give it here. To he makes me no, okay. It's for Jody. Oh, thank you. Yeah. Oi. Quay nam nhiều quá không? Open something now. Go, baby. Go, open it. Yeah, buddy, get in there. Oh, thank you. Mình có quà nữa cả nhà ơi. Oh, the puzzle. Ooh. Nice. Mọi người tặng quà cho nhau. Quà đấy xịn. You have to figure out how to take it apart. Oh, cái trò chơi. Yeah. For me. I would just like to say that I really like. Mình có quà nữa nè. Hey, Doug. Sister mở quà, chị chồng mở quà. Mọi người tới Noel là ai cũng tặng quà cho nhau vậy đó, vui hơn cả nhà. Well, it must be pretty cool. I'm pretty excited for me to open this. Alright. Ooh. Oh, some paperweights. Paperweights? Yes. Ooh, look at that one. What is it? Look at the bottom. Needs more light. Right. Oh, thank you. Thanks. Sao mà chị chồng mình khóc trời, cái gì trong đây? Why she cry? What is it in here? Yeah. So the white parts are ash. Kind of I'm missing them. Oh. Oh, sweet. Those are awesome. So the white is their ashes. Really? Yeah. Mm-hmm. Yeah. Oh my God. Huh? Amazing. Yeah, that's grandma. Really? Wow. Yeah. Fantastic. Yeah. Part of her ass. So, mom's holding grandma. Oh. She's holding dad. Oh, I see. No wonder she cried. That's oh, in it. So, right here. What a cool. The white. Really? That's grandma's ashes. It was Enthusians. À, hiểu rồi cả nhà ơi là anh chị á. Anh chị lấy cả cái là má chồng mình với lại chồng của chị mất rồi cái người ta thiêu người ta cái lấy cái hiểu rồi Grandpa Nelson and Shirley. That's awesome. Cả nhà biết tại sao mà chị chồng mình mở cái này ra mà tự nhiên chị khóc không? Là tại vì đây là một cái là bên chồng của chị mất nè, rồi một cái bên đây là mẹ chồng của mình, là một trong hai cái này là hai người thân yêu của chị chồng mình á, là cả cái trò người ta làm mà cái này là giống như chị chồng mình giữ hai người yêu thương ở bên mình á, nên là gì? Đó là quà của mình. Cái băng tay. Nên là hai người nên chỉ là chỉ khóc mà mình không hiểu tại sao, bây giờ mình mới hiểu rồi. À, Nam có quà gì ở bên đây nữa nè. Cái gì đó con?
Mấy đứa nhỏ là không khoái, giờ tới thời gian mấy đứa nó mở quà mà. Cái gì đó con? Cái gì đây? Cái gì không biết cả nhà ơi. Hello, you can have that. Đó, phần thưởng của mấy con chó đây nè. Cái cục xương à, còn mấy đứa nhỏ thì quá chừng quà luôn. Nam đang mở quà bên kia nữa cả. Ơi, cái bông tai mình lựa chọn cho chị chọn dễ thương không? Thêm một con quà nè. Làm mở quà cả nhà ơi. Was it snuggy? Oh wow! Cả nhà biết em ở đây làm cái này, cái bình này tặng cho mình nè. Đó, em đó đó. Beautiful, what's up? So. Yeah. Làm bằng tay ở trường làm, cả nhà đẹp không? Wow. Thank you. Thank you. I love it. You guys have really came up with some great gifts. Thank you very much. Oh yeah, có quà đây. Yeah, I guess I better open ours. I'm not. I'm reading my mother's card. Mọi người mở quà vui không? À, đang này quà của mình nè hả? Thank you. Chào béo không? Maybe. À, quà của con trai mình, ủa một trái bóng dễ thương nè. À, trò chơi gì đấy nè, quá chừng trò chơi luôn. Một dĩa egg roll mà cả nhà ăn hết rồi, còn cái cuối cùng mình ăn luôn đi. I just tried to call her, but she's not answering her phone right now. Probably over at somebody's house. But we're down, maybe call, come back and come over. Yeah, come over. Yeah, we need to see him. Just stop and see him. So your second date after a month? I know he is. Last. Đó. Mình sẽ làm egg roll mà. Làm chả giò mà. Chả giò khoai lang. Ngon. Chỉ cần khoai lang thôi á mà ngon lắm. It's okay. He's in the garage. Okay. Thank you. Well, I'm still on my first beer. Gosh, there's something wrong with me. What are you doing? You puffing and puffing? He's just excited. There's a lot going on. Mà ngày chắc no trước khi ăn tối luôn á. Diesel, out of the kitchen. What are you doing? You know. Hey, couch. Now. I like that dog in the kitchen. Yeah.
He does. Yeah, he does. My dog. No, he does. Like when he's home, he's not allowed to be in the kitchen. He knows. Are you wearing those glasses? Do you need them? Yeah. No, they look good. I have astigmatism, so a very small astigmatism. Either way, it's astigmatism, and then I can't see things far away. When you get older, they'll cut that out, I think. What? That doesn't have to be perfect, Katie. Okay. Well, I think I can get LASIK for it, but I just... It's like $4,000. I don't know. I really don't wear my glasses. We thought ahead. Is this considered an Asian style? Where did the batteries go? I guess Grandma, I don't know. Công nhận chị chồng mình đeo cái bông tai dễ thương dễ sợ. There should be two things about this, double and triple. Ăn, cứ mỗi người làm một miếng phô mai vậy chắc no luôn. Cái bữa tối ai cũng no hết. Coi hai đứa nhỏ được tặng quả bóng và chạy ra ngoài đường chơi luôn cả. Quay vòng vòng mấy cái khúc này cho cả nhà xem nhà bên đây nè cả nhà ơi, nhà cái khúc chỗ Sơ Hô Mịt là nhà chị chồng mình ở cái khu ở nhà ở đây nè. Đó, quay vòng vòng ở đây cho cả nhà xem nhé. Đây là khách người ta tới, nhà nào nhà nấy quá chừng cái cây thông Noel người ta trang trí cả mấy cái hạt châu đẹp không? Hả? Giờ hai đứa nhỏ ra ngoài chơi. Đó, cái khu nhà của chị chồng mình là giống vậy đó nha. Hả? Và mấy đứa nhỏ. What are you doing, Ian? You gotta push down. Nam chơi được không? Hold for my feet. Oh dear. Alright, you jump up on here. Ơi ơi. Okay, now jump up and down. My dad is gonna hurt himself. I don't think you weigh enough. Are you sure? Yeah. Oh, yeah. I can't go forward. Well, you gotta lean forward. Ơi, đại ca coi cả. You're leaning backwards. Jump. Ơi, jump. Ơi. Oh yeah, you got it. There it is. Uncle Ian. Good. Can you jump? Yeah, I can jump. Hey. I jumped. Cả nhà xem ban đêm họ hàng xóm chị chồng mình bật đèn lên đẹp không? Đẹp không? Quá chừng đẹp ha, bên kia nè cả. Nhà nào nhà nấy đèn đẹp không?